nghi phạm vì người Việt Nam Đoàn Thị Hương và nghi phạm City Asiat người Indonesia đã chính thức bị truy tố về tội giết người trong vụ ám sát người Anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un. Trung Khang theo dõi và tổng hợp. Cáo trạng được đọc trước tòa sáng nay viết rằng cả hai nữ nghi phạm cùng với bốn người khác vẫn còn lẫn trốn đã chủ mưu giết một công dân Bắc Hàn có tên trên hộ chiếu là Kim Jong vào ngày 13 tháng 2 năm 2017 vừa qua tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur. Nạn nhân Kim Jong sau đó được hai chính phủ Nam Hàn và Malaysia nói chính là ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bình Nhưỡng Kim Jong Un. Đến giờ, Bắc Hàn chỉ nói người bị giết là một công dân nước họ. Cáo trạng cũng viết rằng cô Đoàn Thị Hương 28 tuổi cùng nghi phạm Siti Asiat 25 tuổi bị truy tố tội mưu sát chiếu theo Điều 34 và Điều 302 của Bộ Luật Hình sự của Malaysia. Hôm qua, ông Tổng trưởng lý Mohamed al Ali cho báo chí biết nếu bị tòa xác định có tội, cả hai bị cáo có thể lãnh án tử hình. Sau khi nghe bản cáo trạng được dịch ra tiếng Việt, cô Đoàn Thị Hương có nói với tòa bằng tiếng Anh, cho hay cô hiểu bản cáo trạng nói gì, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh là cô vô tội. Tin tức còn cho thấy an ninh được kiểm soát rất chặt chẽ ở tòa, kèm theo tin cho biết cả cô Hương lẫn nghi phạm người Indonesia đều mặc áo chống đạn. Có bản tin viết rằng cô Hương rời tòa với dáng vẻ mệt mỏi, mắt đỏ hoe. Khi được hỏi, luật sư đại diện cô trả lời rằng cô đang sống trong tình trạng căng thẳng vì phải đối diện với án tử hình. Phiên tòa kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 4 năm 2017. Một chi tiết đáng chú ý khác là cô Hương chỉ có một luật sư bào chữa là ông Selvam Samugam, trong khi đội ngũ luật sư đại diện cho nữ nghi phạm Indonesia lên đến 5 người. Luật sư của cô Hương còn nói với báo chí là ông tin tưởng cô gái Việt Nam này không có tội. Trưởng đoàn luật sư bào chữa cho nghi phạm Indonesia yêu cầu tòa ra lệnh cấm các viên chức tư pháp, cảnh sát và nhân chứng trả lời báo chí hoặc đưa ra những lời bình luận có thể ảnh hưởng tới phiên xử. Hiền vẫn chưa tìm được bản tin nào nói về sự hiện diện của đại diện ngoại giao Việt Nam tại tòa. Do đó không biết Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur có cử đại diện đến tòa hay không. Ông Đoàn Văn Thành, cha của bị cáo Đoàn Thị Hương, cho đại á Châu Tự Do biết phản ứng của gia đình sau khi nghe tin người thân bị đưa ra tòa với cáo buộc mưu sát. Nghe tin rồi, hôm qua tôi lên mạng này, bây giờ gia đình rất là buồn, tôi biết giờ biết ra đời, biết ra đời, rất là buồn, lo no lắng. Bây giờ cháu làm vậy thì biết ra đời đâu. Bây giờ cháu vẫn đi nào bình thường vậy, chứ việc này mình xảy ra mình không biết được mà. Ông Đoàn Văn Thành cho biết, gia đình ngày mai sẽ đi Hà Nội đến Bộ Ngoại giao Việt Nam để nhờ giúp đỡ cho trường hợp con gái ông đang bị giam và buộc tội ở Malaysia.